Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Lâm, Bảo Ngọc từng ẩn ý về hôn nhân tan vỡ qua loạt chi tiết này. Mới đây, Bảo Ngọc đã lên tiếng xác nhận ly hôn với Hoài Lâm sau gần 10 năm bên nhau và có 2 thiên thần nhỏ. Thông tin này đang khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng bất ngờ và hoang mang. Bảo Ngọc cũng chia sẻ trong tâm thư dành cho chồng cũ. Cô nhấn mạnh, "Ngày em quay lại cùng anh rồi mình kết hôn, sinh con, em luôn biết trước sẽ có sự chia ly. Vì vốn dĩ từ lúc yêu nhau đến bây giờ, bọn mình chỉ nhận được toàn sóng gió. Em đã luôn cố gắng cải số, luôn cố gắng hoàn thiện mình, luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ cho anh." Trước cả hai thông báo chính thức chưa dừng lại, dân tình cũng từng soi ra loạt chi tiết chứng minh cả hai đang trên bờ vực tan vỡ suốt thời gian qua. Cách đây gần 1 năm, Hoài Lâm bất ngờ đăng status đầy lời tình cảm dành cho vợ. Anh cảm thấy có lỗi vì ham chơi và không chịu thay đổi bản thân. "Thời gian gần đây tôi không thể hiểu được gì ngoài làm cho người yêu tôi, vợ mình cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã thành ra một người không ra gì, gây ô nhục cho cả dòng họ, cả những người đã từng yêu thương và giúp đỡ tôi. Ham chơi và đổi mới, thay vì làm thì tôi lại tìm kiếm những thứ khác ba hoa và bay bướm. Thật sự xin lỗi em." Ngay sau đó, Bảo Ngọc cũng lên tiếng động viên chồng và hết lòng cổ vũ anh mạnh mẽ, sống đúng với con người thật. Đây cũng là lần cuối cùng cả hai dành tương tác cho nhau trên mạng xã hội. Trả lời bình luận của một fan hâm mộ, Bảo Ngọc cho biết, "Không có ai phải là ai của lúc trước đâu, ngay cả bản thân em hay chị, đôi khi mình cũng có những thay đổi mà mình không nhận ra. Đơn giản nếu như sai ở đâu thì đứng lên ở đó. Chị thương thì ủng hộ từ chính con người thật của Lâm, chứ Lâm thì lúc nào cũng là Lâm thôi." Nếu như trước khi Bảo Ngọc và Hoài Lâm thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, thì trong suốt 1 năm qua họ đã không xuất hiện bên nhau bất kỳ một lần nào. Cả những dịp gặp gỡ thân mật trong gia đình Bảo Ngọc cũng không có sự góp mặt của Hoài Lâm. Những ngày gần đây trên trang cá nhân, Bảo Ngọc liên tục cập nhật hình ảnh vui vẻ, lạc quan để động viên bản thân phải mạnh mẽ. Bảo Ngọc dành nhiều thời gian đưa 2 con nhỏ đi chơi, mọi dịp sinh nhật hay kỷ niệm của 2 bé cũng không thấy Hoài Lâm xuất hiện. Trong khi vợ cũ tự động viên bản thân, gần đây Hoài Lâm cũng chăm xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên anh tiết lộ hiện tại vẫn chưa sẵn sàng đi hát trở lại. Phải chăng anh còn đang bị biến cố hôn nhân ảnh hưởng? Đặc biệt nhất, vào tháng 1 năm 2020, vợ Hoài Lâm bất ngờ thông báo đã mua được nhà mới. Tuy nhiên toàn bộ ảnh trang trí trong nhà đều không có Hoài Lâm. Cách đây ít tháng, khi bị dân tình hỏi sao lâu quá không thấy cả nhà bên nhau, Bảo Ngọc đã tiết lộ lý do là Hoài Lâm về quê chữa bệnh. Đây cũng là thời gian Hoài Lâm về nhà mẹ ruột ở Vĩnh Long sinh sống. Gần đây nhất, vợ của Hoài Lâm cũng bất ngờ ôn lại loạt kỷ niệm từ lúc mang thai bí mật cho đến lúc sinh 2 con. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình sinh nở và mang thai đều không có sự góp mặt của Hoài Lâm. Điều này đã khiến dân mạng bán tính bán nghi rằng cuộc hôn nhân của cả hai đang có vấn đề. Cho đến mới đây, sau loạt tín hiệu báo trước, Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã khép lại hành trình gần 1 thập kỷ bên nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.